Ngày 4 tháng 7 năm 2014, tất cả thí sinh đã hoàn thành môn thi đầu tiên của đợt 1 kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng 2014. Tại một số hội đồng thi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, theo ghi nhận, đa số thí sinh đều đánh giá đề toán vừa sức. Các bạn thí sinh cho biết, đề thi có phần dễ hơn kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013. Do đã thi một lần ở kỳ thi tốt nghiệp với cấu trúc đề 9 câu hỏi, câu 1 chiếm 2 điểm, các câu còn lại mỗi câu 1 điểm, không chia ra phần nâng cao, cơ bản, nên đợt thi tuyển sinh này các bạn cũng không thấy bất ngờ và làm bài khá thuận lợi. Năm nay thì có vấn đề có vẻ như là phân theo từng cấp độ rất là rõ ràng, nên học sinh trung bình vẫn có thể lấy được 5 điểm. Nhiều thí sinh làm bài tốt nên 2/3 thời gian đã ra khỏi phòng ở nhiều hội đồng thi. Theo đánh giá của nhiều bạn, nếu thí sinh học nâng cao, nhiều khả năng sẽ làm được điểm cao ở đề thi năm nay. Thấy đề năm nay cũng không có dễ, nhưng mà có câu dễ cũng có. Em làm khoảng độ 5 điểm. Còn em nghĩ các bạn học nâng cao cũng làm được điểm cao hơn. Đề này so với lượt học của em thì cũng tạm được. Chiều cùng ngày, các thí sinh đã tiếp tục thi môn vật lý và đợt thi này sẽ kết thúc với môn thi hóa học vào sáng ngày 5 tháng 7.